Pro Immunity tăng đề kháng trẻ nhỏ sức đề kháng yếu rất cần được bổ sung các vi chất tăng sức đề kháng. Siro Pro Baby và chai Immunity 100ml của hãng Pro ngoài việc tăng sức đề kháng giúp trẻ tránh được nhiều căn bệnh còn cung cấp thêm nhiều dưỡng chất khác cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Pro Immunity là siro được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên kết hợp công thức chứa vi lượng đồng căng các bo về tơ Bathys và Magnesia Phosphorica giúp duy trì chức năng miễn dịch. Tăng cường sức đề kháng phòng chống lại các bệnh lây nhiễm cho trẻ, công dụng sản phẩm tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ, giúp phòng chống các bệnh như cảm cúm, tai mũi họng, viêm tai, viêm phế quản, chống mệt mỏi, đau nhức. Sốt các thành phần có trong Siro Brewer Baby và chai Immunity Support 100ml có hiệu quả trong việc hỗ trợ các hoạt động bảo vệ của tế bào miễn dịch. Tác dụng của Brewer Baby và chai Immunity Support của Úc giúp thúc đẩy sản xuất các protein miễn dịch cụ thể kháng thể mà hành động chống lại các vi sinh vật xâm nhập làm hại cho cơ thể. Cho các bé dùng siro tăng sức đề kháng cho trẻ Roer của Úc hợp 100ml cùng với thuốc điều trị bệnh sẽ có hiệu quả trong việc làm giảm nhanh những triệu chứng bệnh ở trẻ nhỏ. Thành phần sản phẩm arsenic trioxide 6C được dùng nhiều nhất trong hỗ trợ điều trị ung thư, viêm tủy, cũng là dược phẩm độc nếu không biết sử dụng đúng cách Oyster Cell, Carbon Carbonica. 6C có trong vi lượng đồng căng cúng của Biron có khả năng giảm và chống các vấn đề liên quan tới viêm mũi, viêm tai, cảm cúm ít tiếp ít tực cha câu 6C. Chức năng kháng khuẩn sinh chố Na Sense 6C, một trong 100 loại cây nguy hiểm nhất thế giới cũng là loài cây quý, có tác dụng dược lý chống trị sốt rét, nhiễm trùng sắc 8X. Sắc là khoáng chất bồi bổ tế bào máu, tăng sức đề kháng cho cơ thể người đai bê dịch potassium phosphate 3C. Cali phosphory cũng được dùng nhiều trong điều trị sỏi thận Magnesia k 6X một vi lượng đồng căn được dùng nhiều trong điều trị đau nhức mỏi, mệt mỏi phosphoric acid 6 x anhydrous anhydrosilica 6 c veritrum album 6 c được dùng nhiều để giảm sốt, trị viêm phổi, phong thấp, đau khớp. Đối tượng sử dụng hướng dẫn sử dụng siro tăng sức đề kháng Roer Baby và chai Immunity Support của Úc là sản phẩm an toàn. Lành tính được các chuyên gia khuyên dùng cho những đối tượng như dùng cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên, được khuyên dùng cho trẻ nhỏ thường xuyên bị ốm vặt trẻ dễ mắc phải các bệnh về hô hấp như ho, sốt, viêm họng, thích hợp với những bé da khô, mất nước, thường xuyên khát nước, tiểu ít, khóc không có nước mắt, trẻ thích đồ ăn ngọt. Thèm ăn nhiều đường nên dùng Roer Baby và chai Immunity Support. Nên sử dụng cho các bé thường bị mệt mỏi, biến ăn, không thèm ăn bất cứ gì, thường xuyên gặp vấn đề rối loạn tiêu hóa, đi phân sống, khó tiêu, hấp thụ kém, trẻ thiếu năng lượng, không thích tham gia các trò chơi vận động, bơ phờ, thèm ngủ ngày. Grower Baby và chai Immunity Support an toàn cho sức khỏe bé yêu. Lưu ý khi sử dụng sản phẩm cách dùng siro tăng sức đề kháng của Úc. Pha Grower Baby và chai Immunity Support cùng nước hoa quả để cho các bé uống. Liều lượng sử dụng Grower Baby và chai Immunity Support: Với trẻ từ 6 tháng 2 tuổi, mỗi ngày uống 4 lần sau khi ăn. Mỗi lần dùng 1ml. Với trẻ nhỏ từ 2 tuổi 12 tuổi, mỗi ngày dùng 4 lần sau khi ăn. Mỗi lần dùng 2ml với bé yếu ớt hay thường xuyên ốm vặt thì nên sử dụng liên tục những lưu ý khi sử dụng siro tăng cường sức đề kháng roer của úc sử dụng theo đúng hướng dẫn với liều lượng phù hợp với độ tuổi của trẻ không lạm dụng cho bé dùng quá nhiều mẹ nên cho bé sử dụng roer immunity của úc vào thời điểm sáng sớm không nên cho bé sử dụng vào buổi tối bởi thành phần vitamin d có trong sản phẩm có thể khiến bé khó ngủ bảo quản sản phẩm ở nơi khô thoáng tránh những vùng có nguồn nhiệt quá cao ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp để kính nắp sau khi sử dụng và để xa tầm với của trẻ nhỏ. Đến với hệ xa Việt Nam khách hàng sẽ hoàn toàn được yên tâm, các sản phẩm chất lượng 100%, bởi chúng tôi là đơn vị nhập khẩu phân phối hàng Úc chất lượng hàng đầu Việt Nam. Mọi sản phẩm của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy tại Úc. Chính vì thế không chỉ đảm bảo chất lượng mà còn đưa đến tay người tiêu dùng với mức chi phí thấp nhất hệ xa Việt Nam không đơn giản là thấu hiểu mẹ mà hơn cả đó là sự đồng hành. Nhấp vào phần mô tả để xem thông tin chi tiết chúc các bạn mạnh khỏe và thịnh vượng xin chào và hẹn gặp lại